Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Dự điểm cầu Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Theo báo cáo, đến năm 2020, ngân sách trung ương đã bố trí cho chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là hơn 42.334 tỷ đồng, vượt 1,02% so với chỉ tiêu. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%. Phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, được các tỉnh thành phố triển khai quyết liệt với nhiều chính sách đặc thù của mỗi địa phương, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2016-2020, Đà Nẵng thực hiện hai lần nâng chuẩn nghèo. Đến cuối năm 2018, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu của đề án giảm nghèo về đích sớm 2 năm. Thành phố đã ban hành một số chính sách đặc thù để thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo, nổi bật như quỹ vì người nghèo tăng mức hỗ trợ đối với xây mới nhà ở lên 50 triệu đồng một nhà, sửa chữa lên 20 triệu đồng một nhà, miễn 60% tiền thuê nhà chung cư cho hộ nghèo và 100% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Giảm 90% học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc diện hộ cận nghèo, mở rộng các đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tại Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách đã bám sát tình hình thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân qua từng năm.